địa tạng bồ tát bổn nguyện giảng giải chủ giảng lão pháp sư tịnh không giảng tại tịnh tông học hội singapore thời gian tháng 5 năm 1998 23. Xin mời mở bản kinh ra Hôm qua giảng đến đoạn Đức Thế Tôn Nói với Bồ Tát Định Tự Tại Vương Về đoạn công án của cô Quang Mục Đã nói xong rồi tiếp theo đó phật muốn nói với chúng ta về lợi ích của việc nghe danh hiệu cúng dường kể lại trong nhiều kiếp lâu xa về trước bồ tát địa tạng từ mẫn như vậy nhiều kiếp phát nguyện đến giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn vị lai thế trung nhược hữu nam tử nữ nhân kẻ nam người nữ phía trước không có thêm chữ thiện là chỉ người bình thường bất hành thiện giả hành ác giả những người nam người nữ này không làm lành mà làm ác Nại chí, bất tín nhân quả giả, tà dâm vọng ngữ giả, lưỡng thiệt ác khẩu giả, hủy bán đại thừa giả. Như thị chư nghiệp chúng sanh, tất đọa ác thú. Đây là lời dạy khẳng định. Trong các nghiệp ác, bốn loại này là tội nghiệp cực nặng không tin nhân quả Họ mặc sức Làm càng Làm bậy Họ không tin có báo ứng Nghĩa là họ làm mưa Làm gió Ở trong thế gian này Không chịu tha thứ cho người khác Họ không biết được Quả báo sau này Là không thể nghĩ bạn tà dâm nói dối nói lưỡi hai chiều nói lời thô ác về tội tà dâm phật nói ở trong kinh rất nhiều ở trong pháp thế gian cũng có nói dâm là đứng đầu trong dạng điều ác tất cả mọi tội nghiệp hầu như đều sanh ra từ chỗ này chúng ta thử xem tại sao ngày nay xã hội này lại bị loạn động lớn đến như vậy phật nói bốn loại nguyên nhân này chúng ta xem qua liệt sáng tỏ ngay ngày nay người đời có mấy người tin nhân duyên quả báo chứ có mấy người biết tà dâm nói dối nói lưỡi hai chiều nói lời thô ác là nguồn gốc của tất cả động loạn tai nạn trong xã hội ai biết được chứ đặc biệt là phật pháp đại thừa đối với phật pháp đại thừa đừng nói chi đại thừa tiểu thừa thôi mà phật pháp thông thường họ cũng nhận thức không rõ ràng nói nó là mê tín chính là phỉ bán rồi thêm vào hai chữ mê tín này là khiến cho biết bao nhiêu chúng sanh Bị cắt đứt Cơ duyên nghe Pháp huống hồ những chuyện quá đáng hơn nữa Người tạo tác những tội nghiệp này rất nhiều Quả báo chưa hiện tiền Nhưng hoa báo đã hiện tiền trước rồi Hòa báo chính là xã hội chúng ta ngày nay Bị loạn động Tai nạn dồn dập Thiên tai nhân họa Khổ không kể xiết Tạo tội cực nặng như vậy Phật ở chỗ này nói Nhất định là đọa ác thú Chữ ác thú này là địa ngục Khổ cùng cực là địa ngục a tỳ vô gián phía dưới nói rõ rồi nhược ngộ thiện tri thức chữ thiện tri chứng tỏ không phải chữ tri trong tình cảm mà là chữ tri trong lý trí thật sự có trí huệ đối với đạo lý của tất cả dạng sự dạng pháp trong vũ trụ họ thật sự thông đạt rồi đối với hiện tượng tác dụng họ nhận thức rất rõ ràng đây gọi là thiện tri thức gặp thiện tri thức khai thông cho bạn rồi sau khi bạn nghe xong hiểu rõ rồi giác ngộ rồi khuyến lệnh nhất đàn chỉ gian nhất đàn chỉ là miêu tả thời gian rất ngắn quy y địa tạng bồ tát hai chữ quy y này cực kỳ quan trọng không phải là quy y trên hình thức làm nghi thức quy y không có tác dụng gì có hình thức mà không có thành ý thì đâu có tác dụng gì chứ tại vì sao có hình thức mà không có thành ý không thể phát tâm nổi vậy do chưa có thấu triệt về xử lý lỗi này đương nhiên là vấn đề của thiện tri thức tri thức vẫn không được phải thiện tri thức mới được có thể đem đạo lý quy y. Sự tướng của quy y. Công đức lợi ích chân thật của quy y. Mỗi mỗi đều giảng cho rõ ràng, giảng minh bạch. Quy là quay về. Y là nương tựa. Nương tựa ai vậy? Nương tựa Bồ Tát Địa Tạng. Địa là gì? là tánh địa tâm tánh tạng là gì vậy là trí huệ công đức đức tướng vô tận ở trong tự tánh đây là địa tạng nếu như bạn nhìn thấy tượng hình ảnh bồ tát địa tạng bạn cho rằng bạn quy y những cái đó đó là trong cửa phật thường nói bồ tát bằng đất qua sông còn khó bảo vệ được mình nó là hình ảnh khiến cho bạn nhìn thấy hình ảnh này có thể gợi nhớ ra biết là kho báu của tâm địa chúng ta phải nương tựa cái này nương tựa tánh đức là bạn đã quy y chân thật rồi kho báu tâm địa ở trong tâm địa có đầy đủ công đức viên mãn mà chúng ta không biết ở đâu vậy bộ kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện này chính là đức thế tôn mở rõ kho báu tự tánh cho chúng ta chúng ta thật sự có nơi nương tựa rồi chính là dựa theo lý luận phương pháp cảnh giới của kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện mà tu học đây gọi là quy y trước đây ở trong quan niệm trong ngôn ngữ trong hành vi của chúng ta có những chỗ trái lại với những gì trong bổn kinh nói thì hãy mau mau quay trở lại Dựa theo lời giáo huấn Ở trên kinh điển Đem nó điều chỉnh trở lại chính là y Từ sai lầm mà quay đầu Thì là quy Dựa theo kinh điển Đem từng việc từng việc Điều chỉnh trở lại Đây gọi là y Quy y Chính là tu hành chân chánh Có thể làm được như vậy Phật nói thị chư chúng sanh tức đắc giải thoát tam ác đạo báo vì sao vậy những chúng sanh này trước đây đã tạo vô lượng vô biên tội nghiệp tại vì sao hiện nay họ có thể lìa khỏi khổ báo tam ác đạo gì nói như vậy có trái ngược lại với nhân quả hay không tạo ác tại vì sao không bị ác báo nhất định không trái lại với nhân quả tại vì sao họ không bị ác báo vậy vì ngày nay duyên ác của họ đoạn hết rồi các vị nên biết nhân muốn kết thành quả trong đó phải có duyên không có duyên tuy có nhân đó nhưng quả báo không thể hiện tiền thí dụ nói hạt dưa hạt dưa là hạt giống tương lai có thể kết thành quả dưa nhưng nó cần có duyên nó cần thổ nhưỡng cần phân bón cần ánh sáng cần có nước nó phải có đủ điều kiện thì hạt giống này mới có thể nảy mầm trưởng thành tương lai ra hoa kết quả nếu như đem duyên của hạt giống này đều đoạn sạch hết rồi để nó vào trong ly trà để một trăm năm nó cũng không thể kết quả được đây chính là nói trước đây bạn tạo tác những tội nghiệp này tội nghiệp địa ngục a tỳ nhất định phải vào địa ngục a tỳ để thọ báo phật bồ tát ngày nay dạy bạn đoạn hết duyên ác tuy bạn có nghiệp nhân nhưng hiện nay có thể không thọ quả báo nói vậy là rất có đạo lý là đem duyên đoạn hết rồi Từ nay về sau tin sâu nhân quả Không dâm dục Không nói dối Không nói hai chiều Không nói lời thô ác Tán tháng đại thừa Thì duyên lập tức liền ngược trở lại rồi Cái tội đó trước đây có còn hay không? Còn Hạt giống ở trong a la gia thức Là giống như nói Đem nó để vào trong ly trà rồi Hạt giống sẽ không bị mất đi các chị nên biết hạt giống thiện ác vĩnh viễn không bị tiêu diệt gặp được duyên nó liền khởi hiện hành không gặp được duyên thì vĩnh viễn cất chứa trong a lại gia thức a lại gia thức là cái kho chứa thu giữ cất chứa ở trong đó vĩnh viễn không thể tiêu diệt tương lai thành phật rồi làm thế nào thành phật rồi liền có lợi ích ngay bạn có hạt giống địa ngục a tỳ thì tương lai bạn có thể vào địa ngục a tỳ để độ chúng sanh trong a là gia thức bạn không có hạt giống địa ngục a tỳ thì địa ngục không có phần bạn không thể nhìn thấy cho nên trước đây đã tạo tất cả nghiệp nhân thiện ác thành phật rồi thì tất cả đều khởi tác dụng phổ độ tất cả chúng sanh thiện ác trong chính pháp giới bởi vì lúc đó biết rõ không mê hoặc nữa rồi đọa địa ngục là để làm gì độ chúng sanh ở trong địa ngục nói lời thành thật Không có thọ khổ Là thị hiện Cho nên nếu bạn không có duyên ngạ quỷ Thì sao bạn có thể độ ngạ quỷ được chứ Bạn không có duyên xúc sanh Thì bạn không thể độ xúc sanh được rồi Chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát hiện thân Ở ba đường ác Là do trong nhân địa Trước đây họ tạo nghiệp của ba đường ác rồi Hiện nay nghiệp của ba đường ác Có thể đem ra dùng rồi Các ngài là dùng chứ không phải là thọ báo Mà là đi độ chúng sanh Cho nên chúng ta cũng không nên hối hận Đối với việc đã tạo tất cả tội nghiệp trước đây Biết là sau khi thành Phật Nó sẽ có tác dụng lớn Nếu không thành Phật Thế thì vô cùng khủng khiếp Nếu như bạn cộng thêm hiện tại Tạo thêm ác duyên nữa Thì bạn nhất định đến ba đường ác thọ khổ báo Cho nên sau khi giác ngộ Sẽ có tác dụng của giác ngộ Giác ngộ chính là vào ba đường ác Để giúp đỡ chúng sanh khổ nạn đây là điều chúng ta nhất định phải biết Xin xem tiếp đoạn này dưới đây Nhược năng trí tâm quy kính Quy là quy y Kính là tôn kính Từ mấu chốt ở trong đoạn văn này Là từ chí tâm Chí tâm là tâm chân thành không có mảy may giả dối, tâm chân thành, y giáo phụng hành. Những gì Phật dạy chúng ta, chúng ta phải nhớ cho thật kỹ, làm mỗi ngày, thọ trì, đọc tụng, di người diễn thuyết. Đây chính là trí chí tâm quy y. đây chính là phải y giáo phụng hành thọ là gì đạo lý phật nói ở trên kinh chúng ta tiếp nhận không có nghi ngờ phật vì chúng ta phương pháp tu học chúng ta tiếp nhận hoàn toàn làm theo cảnh giới nói ở trên kinh chúng ta khế nhập khế nhập chính là chứng được Đây mới gọi là chí tâm quy kính. Bên dưới nêu ra vài sự tướng. Đây là nêu ra vài cái thí dụ, nó thật ra phương diện tu học ở trong đời sống thường ngày rất rộng. Rất sâu. Bên dưới nêu ra vài thí dụ chim lễ tán tháng đây là hoàn toàn vì người diễn thuyết cúng dường hình ảnh phật bồ tát mỗi ngày phải cúng dường lễ bái đúng như pháp xưng danh chính là khen ngợi Đọc Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Là khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng Xưng danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng Cũng là khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng Giống như niệm Phật đường Cư Sĩ Lâm hiện nay của chúng ta Niệm Phật đường ở tầng 4 Mỗi ngày các bạn trước khi giảng Kinh Đều phải niệm Phật Niệm Phật chính là chiêm lễ tán thán Cho ai xem vậy? cho tất cả chúng sanh xem Trong tất cả chúng sanh Thì con người là số ít Người đến lầu 4 cư sĩ Lâm Nhìn thấy các bạn sanh tâm hoa nghỉ Là đã gieo thiện căn Như hạt giống Phật Trong A Lại Gia Thức rồi Vừa qua căn tay Dính diễn trồng hạt giống đạo Các bạn đã độ họ rồi thù thắng hơn nữa là Thiên Long Quỷ Thần, bạn phải biết là ở trong đạo tràng này có rất nhiều thần hộ pháp. Chư Thiên Quỷ Thần đều ở nơi đó. Các bạn niệm Phật giảng kinh, mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy. Ở quanh bốn phía có vô số Thiên Long Quỷ Thần. không chỉ là quanh bốn phía mà còn phía trên phía dưới nữa trên không dưới đất đều là thần hộ pháp nếu như tâm của bạn thật thanh tịnh thì bạn có thể cảm nhận được bạn sẽ cảm thấy họ tất cả đều có ở đó hơn nữa số lượng không thể nghĩ bạn Tại vì sao những thần hộ Pháp này đến vậy Họ đã phát nguyện trong lúc tu nhân Chỉ cần là đạo tràng chánh Pháp Họ nhất định sẽ đến ủng hộ Nếu họ không ủng hộ Là trái lại với lời thề xưa của họ rồi Họ làm sao không có lỗi với chư Phật như Lai Họ đã phát nguyện trước mặt Phật Chúng ta ngày nay hoàn toàn là Đang hoàng dương chánh Pháp trong chánh pháp nhất định không có mảy may ý niệm tự tư tự lợi ở trong đó nếu như có sen tạp một cái ý nghĩ như vậy Thì thần hộ Pháp có thể không đến Phật Bồ Tát không thể trách họ được Phật Bồ Tát nói Tại sao ngươi không hộ Pháp Vì người đó có tư lợi Họ có thể không đến Phật Bồ Tát không thể trách họ được rồi Nếu như người tu học Người giảng kinh trong đạo tràng này Đều không có tư lợi Mà thần hộ Pháp không đến Là họ có lỗi rồi Những lý sự này Chúng ta đều phải biết Cho nên chúng ta nhất định phải chân thành Trí tâm quy kính Chim ngưỡng đảnh lễ Phải lễ bái Phải tán thán Hương hoa y phục Đây là nói lễ và cúng dường Nhất định phải thắp hương Hương tượng trưng cho rất nhiều ý nghĩa phần trước có nói qua rồi biểu thị cho tính cho giới định biểu thị cho ngũ phần pháp thân hương là biểu thị cái ý nghĩa này hoa biểu thị cho nhân hạnh cho nên nhất định phải cúng hoa cúng hoa là nhắc nhở đại chúng trong đạo tràng tu nhân nhân thù thắng thì quả báo tương lai nhất định thù thắng cho nên cúng hoa tươi tốt vào thời xưa không có hoa giả đều là cúng hoa tươi hoa tươi mỗi ngày phải thay đổi Các chị nên biết Hoa là Pháp tượng trưng Trước đây không có hoa tươi Vậy làm thế nào Người xưa cũng có phương pháp Họ làm bảo hoa Dùng vàng bạc ngọc lưu ly làm thành hoa Hoa đó không cần phải thay đổi Thời xưa dùng những lễ vật cúng dường này dùng vàng bạc bẫy báo làm thành hoa làm thành quả dùng cái này để cúng phật là báo vật biểu thị cho tấm lòng tôn kính của mình nếu như chúng ta không có năng lực này Thì nay công việc lại bận rộn mỗi ngày đi mua hoa cũng là rất phiền phức phật rất hiểu thấu nhân tình không đem lại phiền phức cho bạn nếu như có hoa giả thật đẹp cũng có thể cúng dường. Hoàn toàn không phải bất kính đối với Phật. Kính hay bất kính là ở trong tâm bạn. Nếu như tâm bạn chí tâm quy kính thì cúng cái gì cũng là biểu thị tấm lòng tôn kính của bạn rồi. Nếu như tâm bạn bất kính thì dù bạn có cúng bảy báo, bảo hoa cũng không được, cũng là bất kính. Đây là hình tượng biểu thị cho tâm ý của mình. Cũng hàm chứa tự hành hóa tha. Cho nên cúng hương, cúng hoa. Y phục, cúng y. Y là gì? Không phải là áo mà chúng ta may mặc hiện nay. Không phải cái áo này Nếu bạn nghĩ là Phật Pháp là từ Ấn Độ xưa Ba ngàn năm trước truyền qua Ba ngàn năm trước họ mặc là y gì vậy? Cái gì gọi là y? Y chính là tấm giải nguyên khối Ở Singapore Rất thuận tiện Chúng ta ở trên đường thường hay nhìn thấy người Ấn Độ Người Ấn Độ mặc y Nguyên một tấm giải rất lớn khoác lên mình là cúng loại y đó Chứ không phải loại áo có cổ áo Có tay áo như chúng ta Loại y này không đẹp Nó là một tấm giải Chúng ta ngày nay khoác chiếc cà sa Chính là y Người có phước báo trong thế gian Cái y này của họ là tấm giải nguyên Năm xưa tăng đoàn Phật Pháp là chế độ khất thực ngày ăn một bữa ngọ ra ngoài đi bát nên dễ có được một bữa ăn nhưng có một chiếc y thì vô cùng khó khăn không dễ gì có được trước đây đều là làm bằng thủ công rất tốn công sức làm được một chiếc y là rất khó khăn nó thật ra có được một bát cơm cũng không dễ dàng có khi một bát cơm phải xin đến mấy nhà mới được một bát chỗ này cho bạn một chút chỗ kia cho bạn một chút phải đi sáu bảy nhà mới được một bát cơm vào thời xưa tài nguyên không có phong phú như hiện nay đời sống rất là khó khăn cho nên cái y mà người xuất gia mặc Đi tìm ở đâu vậy Thấy y phục người ta mặc cũ rồi Dứt bỏ không cần nữa Gọi là y phấn tảo Là dứt bỏ không cần nữa Rách rồi không dùng được nữa Người xuất gia nhặt nó về Nhìn xem trong miếng vải này Vẫn còn một vài chỗ lành lặn Rồi mới những miếng lành lặn này lại Sau đó đem nó chấp giá may lại Thành một chiếc y do đi nhặt được như vậy nên chất liệu cũng không giống nhau màu sắc cũng khác nhau mặc vào thấy rất xấu cho nên sau khi may lại thì nhất định phải nhuộm màu mặt y nhuộm ý nghĩa là ở chỗ này ngày nay chúng ta cúng dường y là cúng dường cà xa là cúng y này y biểu thị điều gì vậy biểu thị cho nhẫn nhục y dùng để che đậy cơ thể che ngượng biểu thị nhẫn nhục đây là y phục chủng chủng trân bảo đây là cúng dường phật bồ tát dùng trân bảo cúng dường hình dạng chủng loại của trân bảo rất nhiều đều là biểu thị cho lòng tôn kính của mình trân bảo cũng là pháp tượng trưng đây là thứ mà người thế gian yêu thích xem trọng có trân bảo Thì đời sống của họ được bảo đảm Trân bảo là biểu thị cho Pháp bảo Phật Pháp Tăng là Tam Bảo Cúng dường Trân Bảo là biểu thị cái ý này Khiến cho người ta từ Trân Bảo này Vừa nhìn thấy Trân Bảo liền liên tưởng đến tam bảo của báo thế gian chỉ có thể giải quyết nỗi khổ nghèo túng của chúng ta chứ không thể giúp chúng ta thoát khỏi nỗi khổ trong tam giới lục đạo điều này thì vô phương phật pháp tăng có thể giúp chúng ta thoát khỏi lục đạo thoát khỏi biển khổ luân hồi nên đó là của báo chân thật của báo thế gian nhất định không thể sánh bằng rồi ý nghĩa của cúng dường trân bảo là ở chỗ này hoặc phục ẩm thực ăn uống là nguồn chất liệu nuôi sống của tất cả mọi người ở trong thế gian không có ăn uống thì không thể sống được rồi người xuất gia cũng không ngoại lệ cũng phải ngày ăn một bữa cũng phải đi trì bát cúng dường đồ ăn thức uống ý nghĩa quan trọng ở trong đây là để cho chúng ta từ sự việc này nghĩ đến phải biết tứ sự cúng dường đối với người tu đạo để cho họ được an tâm mà tu đạo người tu đạo không có dục vọng gì họ có thể sống đời sống rất đơn giản họ có đạo tâm thật sự làm nên tấm gương tốt nhất cho người đời giúp người thế gian đoạn tham sân si mạng người thế gian do bốn loại phiền não này mà tạo vô lượng vô biên tội nghiệp chúng ta làm thế nào khuyên bảo họ phải hiện thân thuyết pháp bạn phải làm nên tấm gương tốt bạn chỉ nói chỉ khuyên họ mà bản thân bạn không chịu làm người ta nhìn thấy là giả anh thấy đó bản thân họ không chịu làm họ bảo chúng ta xả bỏ tiền của còn tiền của của họ ngày càng nhiều thế thì người ta làm sao có thể tin được không những không tin họ còn phỉ bán pháp họ còn muốn tạo tội nghiệp cho nên nhất định phải hiểu rõ nhất định phải nghiêm túc mà làm người tu đạo tiếp nhận sự cúng dường có bốn loại đồ ăn thức uống quần áo vật dụng để nằm nghỉ thuốc men là tứ sự cúng dường một người có thân thể ở thế gian đời sống hạ đến mức thấp nhất vẫn không thể thiếu bốn thứ này tứ sự cúng dường đầy đủ thì tâm có thể an rồi an tâm hành đạo một ngày an thì một ngày làm việc đạo không cần nghĩ đến ngày mai ngày mai vẫn chưa đến mà nếu như nghĩ đến ngày mai nghĩ đến năm tới đó là khởi vọng tưởng nếu như tâm của chúng ta thật sự ở nơi đạo ngày mai thật sự có thiếu thốn chúng ta tin tưởng một cách sâu sắc chư phật bồ tát sẽ đến cúng dường con người sẽ không đến cúng dường mà là chư phật bồ tát đến cúng dường bạn có tin hay không có sự thật ở trong đó tôi tin rất nhiều đồng tu xem qua niên phổ của lão hòa thượng hư vân những chuyện ghi chép ở trong đó là thật chứ không phải là giả lão hòa thượng phát tâm đi triều bái ngũ đại sơn ba bước một lại đường rất xa lại ba năm mới đến nơi thời gian ba năm dài như vậy trải qua ba lần xuân hạ thu đông thì đâu có lý nào không sanh bệnh dọc đường sanh bệnh ở nơi núi hoang Nơi không có dấu chân người Ngài đi những đường này Rất ít người đi những đường này Ngài bị bệnh thì làm thế nào Ai đến cứu Ngài vậy Ai đến giúp Ngài Là văn thù Bồ Tát đến Bạn xem lúc Ngài triều bái ngũ đại sơn Bồ Tát văn thù rất nhiều lần giúp đỡ Ngài Chăm sóc Ngài Thời gian dài nhất là gần khoảng một tuần Bảy ngày bởi vì sức khỏe ngày không tốt nên nấu canh gừng, cháo loãng, tìm thuốc than cho ngài. Bồ Tát Văn Thù hóa thân thành người ăn mày. Đến mấy lần gặp tai nạn đều gặp người này rất kỳ lạ. Lão Hòa Thượng rất cảm kích liền hỏi người đó, người đó liền trả lời với lão Hòa Thượng. Nói tên là Văn Cát Người đó họ Văn Tên là Cát Trong chữ Cát Tường Người đó bảo là nhà tôi ở dưới núi Ngũ Đại Sơn Khi ông đến Ngũ Đại Sơn hỏi Người nơi đó đều biết tôi mà Đây là Phật Bồ Tát đến cúng dường Sau khi Lão Hòa Thượng đến Ngũ Đại Sơn Lễ bái Bồ Tát Văn Thù xong Liền đi hỏi thăm về Văn Cát Cuối cùng người ta nói cho Hòa Thượng biết Đó là Bồ Tát Văn Thù Hóa Thân Ngài mới bỗng nhiên tỉnh ngộ Bạn thật sự có đạo tâm Chí tâm quy kính Thì Phật Bồ Tát đâu có lý nào không quan tâm chứ Tâm bạn không ở nơi đạo Thì đương nhiên Phật Bồ Tát sẽ không chăm lo cho bạn rồi Thần Hộ Pháp sẽ không chăm lo cho bạn Thật sự có đạo tâm Thì Phật Bồ Tát Thần hộ Pháp thường xuyên ở hai bên Chăm sóc cho bạn Không lìa khỏi bạn Đến khi bạn thật sự gặp nguy cấp Không có ai giúp đỡ Các ngài sẽ đến Sẽ hóa thân đến ngay Tại vì sao không có những người này Đến giúp đỡ chị Do người không có phước báo lớn như chị Cúng dường người tu hành Chăm lo cho người tu hành thì phước đức là vô lượng vô biên phải có phước báo lớn mới có thể gặp được cơ hội này mới có thể gieo được ruộng phước này không có phước báo này nhìn thấy bỏ mất dịp may nếu như chúng ta không có chút thâm nhập đối với kinh giáo thì chúng ta đâu có hiểu được đạo lý này chứ đây là nêu ra vài thí dụ trong mỗi thí dụ đều có nghĩa thú của pháp biểu trưng rất sâu rộng. Sau đó chúng ta mới biết làm như thế nào. Như thị phụng sự giả vị lai bách thiên vạn ức kiếp trung thường tại chư thiên thọ thắng diệu lạc. Chúng ta có thể tu học được như vậy, biểu diễn được như vậy ở trong đời sống thường ngày cho người khác xem đó là cúng dường phật cúng dường bồ tát rồi quay trở lại cúng dường tất cả chúng sanh có thể khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ, có thể khiến cho tất cả chúng sanh quay đầu giác ngộ. Cho nên họ được phước báo lớn như vậy. Việc này không chỉ là phước đức, xin thưa các vị, vậy đã là công đức rồi. Từ phước đức biến thành công đức Họ niệm niệm là lợi ích chúng sanh Không phải lợi ích cho chính mình Niệm niệm vì chúng sanh Vậy thì liền biến thành công đức rồi Quả báo của họ Thường tại chư thiên Thọ thắng diệu lạc Đây là nói thiên phước Nhược thiên phước Tận hạ sanh nhân gian do bách thiên kiếp thường vi đế vương hưởng phước báo nhân gian phước trời hết rồi họ vẫn còn dư phước đến nhân gian để làm vua chúa đây là nói người có phước báo lớn nhất trong nhân gian câu phía sau này quan trọng năng ức túc mạng nhân quả bổ mạc Câu nói này vô cùng vô cùng quan trọng Nếu như không có câu nói này Một khi hưởng phước liền mê muội ngay Khi mê muội rồi Lại có phước báo Thì không có người nào không tạo nghiệp Khi bạn tạo tác tội nghiệp Thì hậu quả không thể tưởng tượng được Họ có thể biết được Đời trước của mình biết quả báo từ đâu mà có, biết trước đây là tu nhân thiện như thế nào. Cho nên họ hưởng phước mà vẫn tiếp tục tu phước. Nên phước báo của họ hưởng không hết. Truy tìm nguồn gốc của nó chính là công đức chí tâm. Quy kính Bồ Tát Địa Tạng Nói Bồ Tát Địa Tạng nhất định phải hiểu Đó là đức năng vốn sẵn có trong tâm địa Như vậy bạn mới là chân thật quy y Bồ Tát Địa Tạng Tất cả chư Phật như Lai Đều là trí tâm quy kính Bồ Tát Địa Tạng Mới tu hành thành công Mới chứng vô thượng bồ đề Nếu như không nương theo pháp môn địa tạng Thì nhất định không thể thành Phật được Không những không thể thành Phật được Nói lời thành thật Ngay cả A-la-hán cũng không thể thành nổi Đây là thật không phải là giả Tất cả Pháp Thế gian và Xuất Thế gian Thấy đều phải đương theo Pháp môn tâm địa mà thiết lập có thể thuận theo tánh đức thành tựu tất cả thiện quả nếu trái lại tánh đức thì biến thành lục đạo tam độ biến thành cảnh giới ác cho nên cảnh giới thiện ác toàn là do tự tánh biến hiện ra chỉ là xem niệm này của chúng ta là thuận theo tánh đức hay là nghịch với tánh đức Mà cảnh giới hiện tiền Quả báo không như nhau Họ có thể vẫn nhớ được Túc mạng nhân quả từ đầu đến cuối Đây là uy thần của Bồ Tát Gia Trị Là cảm ứng đạo giao Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng Cảm thì nhất định phải dùng tâm chân thành, thanh tịnh Mới có thể cảm được vì sao người bình thường không có cảm ứng với phật bồ tát gì do tâm không thành tâm không thanh tịnh thì làm gì có cảm ứng chứ nếu như tâm có suy nghĩ bất chánh giống như phía trước nó là tạo mười nghiệp ác thì thứ bạn cảm được đều là những ác quỷ ác thần đều là do tạo ác người tạo ác cảm ứng với người tạo ác Người tu thiện cảm ứng với người tu thiện Đây là đạo lý nhất định rồi Trong kinh dịch khổng lão phu tử cũng nói Vật dĩ loại tụ Nhân dĩ quần phân Người thiện lúc nào cũng thích Ở cùng với người thiện Người ác nhất định là Ở chung với người ác Nếu như tâm chúng ta thiện Thì sẽ ở chung với Thiện thần Phật Bồ Tát Nếu như trong tâm ác Thì sẽ ở cùng với ác quỷ ác thần đây là nguyên lý cảm ứng đạo giao Xem tiếp kinh văn dưới đây Định tự tại vương Đây là Thế Tôn gọi tên của vị Bồ Tát lúc đó Như thị địa tạng Bồ Tát Hữu như thử bất khả tư nghị đại uy thần lực Quán lợi chúng sanh Nhữ đẳng chư Bồ Tát Đương ký thị kinh quảng tuyên lưu bố Phật ở chỗ này Đây là cơ hội giáo dục Hôm nay các bậc Bồ Tát Tham dự Pháp hội quá nhiều Thích Ca Mâu Ni Phật Muốn đem sứ mệnh Giáo hóa chúng sanh Sau khi Bản thân Ngài viên tịch Đã giáo phó cho Bồ Tát Địa Tạng đồng thời cũng yêu cầu những vị đại bồ tát này cùng nhau trợ giúp mời bồ tát địa tạng dẫn đầu tất cả chư bồ tát phải đến trợ giúp bồ tát địa tạng cho nên làm cho ngài hiểu rõ sự việc này việc làm này là lợi ích chúng sanh rộng lớn tất cả chư phật bồ tát đều là có nguyện vọng này cho nên bất kỳ người nào dẫn đầu làm đều được họ dẫn đầu chúng ta ở bên cạnh giúp đỡ hết lòng hết sức ủng hộ thì công đức hoàn toàn là bình đẳng Chỉ là do duyên của mỗi người khác nhau Ngoài duyên ra nhất định là bình đẳng Nếu như tham cứu, hiểu thấu triệt lý này rồi Thì bạn mới có thể vui vẻ tu tùy hỷ công đức Hơn nữa xin thưa với các vị Tùy hỷ công đức là viên mãn Họ làm việc này làm mấy mươi năm, mấy mươi năm công đức. Chúng ta đến đó xem, liền sanh tâm, vui vẻ, tùy hỷ, thì công đức hơn một trăm năm của người đó, ta cũng thấy đều đạt được. Vì sao vậy? Ở trong chân tâm không có giới hạn. Nó là bình đẳng. Nên được một cái thì được tất cả người bình thường vì sao không đạt được vậy trong tâm họ có giới hạn rồi họ nghĩ người đó làm chứ không phải ta làm ta không có làm thôi rồi cái được này của bạn liền có giới hạn ngay do tự mình vạch ra giới hạn thế thì có cách gì bây giờ tự mình giới hạn chính mình vậy liền hỏng ngay Phần trước nói tâm chí thành Một niệm chí thành Thì trong tâm này không có giới hạn Là tâm thanh tịnh, là tâm bình đẳng Dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng tùy hỷ Thì công đức bạn đạt được là viên mãn Chúng ta ngày nay Nếu đúng thật sự là dùng tâm thanh tịnh, bình đẳng để tùy hỷ Thì công đức mà Bồ Tát Địa Tạng tu từ vô lượng kiếp Chúng ta đều đạt được viên mãn Chúng ta làm sao mà không cảm kích cho được chứ bản thân ngài đời đời kiếp kiếp tu hành vô lượng kiếp tu hành chúng ta chẳng mất chút công phu nào mà được cả rồi nếu bạn hỏi tại vì sao bạn có thể đạt được bởi vì tâm của chúng ta cùng với tâm bồ tát địa tạng là cùng một tâm cùng một tánh không phải hai cái mười phương ba đời chư phật cùng chung một pháp thân pháp thân chính là tự tánh tự tánh vốn đầy đủ không chỉ là công đức bồ tát địa tạng tu được mà công đức của tất cả chư phật bồ tát mười phương ba đời tu được cũng chính là mình tu được vấn đề là bạn có dám đảm đương hay không bạn có dám tiếp nhận hay không Thật sự thông đạt hiểu rõ đạo lý này thì tất cả chư Phật là tự tánh chư Phật, tất cả Bồ Tát là tự tánh Bồ Tát, tất cả Phật độ là tự tánh Tịnh độ. Trên kinh chẳng phải đã nói với bạn rất rõ ràng minh bạch sao? Duy tâm Tịnh độ tự tánh Di Đà. Di Đà là tự tánh. Có vị Phật Như Lai nào không phải là do tự tánh biến hiện chứ Có vị Bồ Tát nào không phải là do tự tánh hiện chứ Tự tánh hiện, tự tánh tu, tự tánh thành tựu Thấy đều quay về tự tánh Nếu bạn đã thấy rõ được tự tánh Thì thấy đều đạt được rồi Nguyên lý là như vậy nếu chúng ta thật sự hiểu rõ ràng rồi thật sự sáng tỏ rồi thì tính tâm của chúng ta mới thiết lập chân tâm cái tâm thuần thiện cái tâm không có một mảy may ác niệm sẽ hiện tiền người bình thường tu học trên kinh nói tự tính bất định đó là gì không hiểu rõ chân tướng sự thật Nên tâm tự tin của họ Không có cách gì thiết lập được Cho nên Phật ở trên kinh nhiều lần nói Phải gặp thiện tri thức Thiện tri thức khai thông Đem sự việc này nói rõ ra Nói minh mạch Thì tâm tự tin của bạn liền thiết lập được ngay Đức tin là cội nguồn của đạo Là mẹ của các công đức Đây là việc khó nhất Cho nên Phật phải dặn dò Những vị Đại Bồ Tát này Làm thiện tri thức cho tất cả chúng sanh Nhớ đẳng chư Bồ Tát Định tự tại vương Bồ Tát Tham dự Pháp hội đều là Bồ Tát đẳng giác Đường ký thị kinh Quảng tuyên lưu bố các ông cần phải nhớ kỹ bộ kinh này và phải tuyên truyền lưu thông ban bố rộng rãi cho tất cả chúng sanh chữ bố này là ban bố ban cơ duyên này cho tất cả chúng sanh. Thế Tôn dặn dò ở cung trời đau lợi. Chúng ta tin tưởng sâu sắc. Vô lượng vô biên những vị Bồ Tát tham dự pháp hội nhất định là y giáo phụng hành. Các ngài không phải là người thông thường đều là Đại Bồ Tát Là Maha Tát trong Pháp Thân Đại Sĩ Chứ đâu phải là người phàm Đâu có vị nào không hoàng dương Tuyên giảng Kinh Địa Tạng Công đức của kinh địa tạng này Có thể khiến cho tất cả chúng sanh Tạo tác tội nghiệp cực nặng Quay đầu là bờ Không đọa tam độ Được hưởng phước báo nhân thiên dài lâu Đây là lợi ích công đức của nó Là nghiêng về phương diện này Kinh vãng sanh là để độ chúng sanh đã chín mùi còn kinh này là độ chúng sanh chưa chín mùi Vẫn chưa nghĩ đến phải thoát khỏi tam giới Vẫn chưa nghĩ đến phải đi làm Phật, làm Bồ Tát Niệm niệm chỉ nghĩ đến phước báo nhân thiên Loại này là chiếm tuyệt đại đa số Nếu bạn không tin, hãy ra đường điều tra thử xem Bạn hỏi xem nguyện vọng của họ là gì Người nào cũng là muốn phước báo nhân thiên Cho nên ở trong Kinh Địa Tạng là nói đặc biệt nhiều về phước báo nhân thiên Chúng ta biết dụng ý của Ngài là ở chỗ nào Xem tiếp đoạn này dưới đây Bồ Tát quả nhiên khi đó nhận lấy trách nhiệm Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vọng Tây cư sĩ móc gmail.com Người đọc Hạnh quang Nguyện đem công đức này Hồi hướng đến Hương Linh nhà giáo Cụ Phan Thế Phả Kính nguyện Hương Linh Nương nhờ Phật lực Tội diệt phước sanh Tóc xả mê đồ Tảo trăm Phật quốc Nguyện cả thảy chúng sanh Đều tín niệm di đà Đồng cầu sanh về nước cực lạc Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật No.